rồi. Mẹ hôm nghĩ là có chú Hà Huy Khánh và đã kêu gọi và biết tính và đã giúp đỡ cho con với em một số tiền để em với con có thể ăn học và trang trải cuộc sống. Và con xin hứa với mẹ là con sẽ ngoan, cố gắng học hành thật tốt để không phụ lòng tất cả mọi người đã quan tâm đến con. Và con sẽ hứa là thật ngoan và học thật giỏi để dưới và mẹ có thể vui lòng. Hai đứa trẻ rất là đáng thương quý vị, trong một cái câu chuyện mà rất là nhiều cảm xúc. Cách đây 1 năm thì không may là cha là mắc bệnh hiểm nghèo đúng không? Dạ, vừa tức là sẵn bệnh hiểm nghèo mà lúc đi bắt cua ở ngoài đồng á, đồng lên cơn đồng kín xong là mất luôn, chết đuối ở đó luôn. Đấy, nguồn sống duy nhất còn lại đó là người mẹ của hai đứa trẻ cũng ra đi luôn quý vị. Nhìn anh Khánh, nhìn hôm nay nhìn giống con quà hả? Thiệt chứ ngày đi em. Mà em Hà thì giống như Thiên Nga luôn đấy. Trời ơi. Quý vị ơi, Khánh trong những ngày vừa qua đấy không thể ra video được. Mặc dù có rất là nhiều người nói Khánh rằng là sao không thấy Khánh chia sẻ, không thấy Khánh đăng tải video, bởi vì Khánh ốm quý vị. Đấy, hôm nay phải báo một lần nữa để cho quý vị hỏi thăm cái cho rực rỡ được không? Ốm nặng lắm. Đây quý vị này, đây này, tay là nhăm nhút này, những cái vết chích vào đây để truyền dịch đấy. Đây, đây này, cái chỗ này là còn mới nhất này, mới bong, mới chích ngày hôm nay luôn, truyền tiếp này. Đó, liên tục, đau lắm em ạ. Tức là anh bị sốt xuất huyết à? Anh bị sốt nhưng mà người bảo hay lây á, ai đứng gần là lây. Chà, em có kháng thể rồi. Ở đấy, ốm liên tục, ốm 1 tuần trời quý vị, cho nên là Khánh không thể là cập nhật những cái thông tin về những hoạt động để chia sẻ với quý vị được, và đặc biệt đó là để thay mặt cho các nhà hảo tâm đến giúp đỡ những cái hoàn cảnh mà quý vị chúng ta đang mong chờ. Đấy, thì chia sẻ với quý vị ngày hôm nay Khánh đang quay trở lại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, và đồng hành cùng với Khánh ngày hôm nay là có em Hà, một người em rất là thân thiết cùng với anh Khánh đấy. Hôm nay Khánh quay trở lại đây để thay mặt cho quý vị đến để thăm hỏi hai đứa trẻ rất là đáng thương quý vị, trong một cái câu chuyện mà rất là nhiều cảm xúc. Cách đây 1 năm thì không may là cha là mắc bệnh hiểm nghèo đúng không? Dạ, vừa tức là sẵn bệnh hiểm nghèo mà lúc đi bắt cua ở ngoài đồng á, đồng lên cơn đồng kín xong là mất luôn, chết đuối ở đó luôn. Đấy, vừa là mắc bệnh đồng kinh rồi là đi bắt cua bắt ốc gì đó ngoài đồng, thành ra là lên cơn co giật rồi là chết đuối ở ngoài đồng luôn quý vị. Đó, và mới cách đây gần một tháng thôi thì một nguồn sống duy nhất còn lại đó là người mẹ của hai đứa trẻ cũng ra đi luôn quý vị, và ra đi trong cái sự đau khổ tột cùng, ra đi trong một cái nỗi lòng của một cái người mẹ, một cái người phụ nữ mà có lẽ là ai mà chúng ta chỉ cần suy nghĩ về cái cuộc đời của họ, về cái sự ra đi của họ thôi thì chúng ta cũng cảm thấy rất là đau xót. Khi mà chồng đã mất, 2 con đang còn nhỏ, và chị ấy tên là Hành đấy, đi khám và phát hiện là mắc một cái căn bệnh hiểm nghèo, và lúc bấy giờ thì lực bất tòng tâm, sợ rằng là sẽ để lại cái gánh nặng cho gia đình và thêm cái nỗi buồn cho con cái, cho nên là chị đã quyết định là từ vận. Khổ thế, để cho hai đứa trẻ bây giờ cái cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ rất là đáng thương. Cái câu chuyện này như lần trước Khánh có chia sẻ với quý vị rằng là cách đây 1 năm thì chị Hành có kết nối với Khánh, tức là có nhắn tin và nhờ Khánh kêu gọi giúp đỡ. Nhưng lúc bấy giờ thì Khánh chưa có duyên, chưa có dịp để đến được quý vị. Và hôm nay thì chỉ lại xảy ra cái việc rất là buồn như thế này. Và vừa rồi đây em Hà, có người còn nói rằng là chị Hành từ vận là do anh Khánh. Thì đáng đấy. Có người có comment ở trên video nói rằng là cái chị từ vận là do Khánh. Thì chia sẻ với quý vị rằng là tại sao là do Khánh được. Ông đi qua đi ông. Dạ dạ, ông đi qua. Bảo là tại vì lúc bấy giờ chỉ cần đến cái sự giúp đỡ. Cách đây 1 năm về trước thì Khánh không đến. Thì chia sẻ với quý vị rằng là Khánh cũng bằng da bằng thịt giống quý vị, cũng chỉ là 2 tay 2 mắt 2 chân thôi, không thể 100 tay 1000 mắt được. Và tại thời điểm bấy giờ thì với một cái người mà quá chồng một mình nuôi 2 con nhỏ, nó quá là nhiều cái câu chuyện nó tương tự như vậy. Đúng rồi, nhiều hoàn cảnh giống như vậy mà nó chưa có cái gì đó gọi là quá đặc biệt. Và chính vì thế cho nên là Khánh đang dành cái thời gian để thay mặt cho các nhà hảo tâm đến cho những cái hoàn cảnh mà cấp bách hơn. Đó. Thì đến bây giờ lúc mà chị không may xảy ra cái rủi ro là đau ốm bệnh tật thì chưa kịp nói lên cái nỗi lòng với các nhà hảo tâm thì chị đã quyết định từ vận rồi. Đó. Chứ còn một số anh chị nói rằng là chị từ vận là do Khánh, lỗi là Khánh. Cái đó thì thực sự là quý vị chúng ta chụp mũ như vậy nó có tội cho Khánh lắm. Bởi Khánh cũng giống quý vị thôi. Khánh cũng không phải là có trách nhiệm phải đi chăm lo cho tất cả, giúp đỡ cho tất cả mọi người được. Khánh chỉ có thể là dành thời gian một lúc nào đó, có duyên có dịp thì đến với ai đó thôi, chứ cũng không phải là có trách nhiệm với tất cả những người nhắn tin đến với Khánh. Cho nên là mong quý vị chúng ta thông cảm. Thì cũng chia sẻ với quý vị như vậy. Thế còn ngày hôm nay thì chúng ta đến thăm hai cháu một tí hả? Trước khi đến thì cũng trò chuyện một chút như vậy để quý vị chúng ta cũng hiểu cho Khánh hơn một tí quý vị nhé. Thế còn trước ống kính quý vị chúng ta nhìn thấy này, đây là nhà của hai cháu đang ở đây phải không em? Dạ, đang ở cùng với ông nội. Ở cùng với ông nội à? Dạ. À, con ông nội. À, vừa rồi đây em Hà. Dạ. Vừa rồi đây quý vị này, khi mà Khánh đăng cái câu chuyện của 2 đứa con chị Hành lên đấy thì có một cái thành phần gọi là lừa đảo nó vào trong những cái video của anh Khánh đấy. Nó để số tài khoản nói rằng là nếu mà ai muốn giúp đỡ cho các cháu thì hãy chuyển trực tiếp vào số tài khoản của bà nội cháu. À. Nhưng đó. Mà bà nội mất rồi mà. Đó. Nhưng mà thực tế thì bà nội đã mất rồi. Đã mất lâu rồi. Dạ đúng rồi. Đó. Đấy quý vị, cho nên là có nhiều cái kẻ mà lừa đảo cơ hội như vậy đấy. Đấy. Dựa vào cái nỗi đau, cái sự mất mát của người khác để trục lời, để chiếm đoạt tiền của các nhà hảo tâm là như thế. Khổ. Họ cũng sáng tạo anh Hè. Ừ, sáng tạo á. Nhưng mà chỉ cần họ suy nghĩ là họ do lại tiểu sử xong họ biết là bà nội mất rồi, chuyện của ông nội cần là đỡ nè. Lâu nay rồi các cháu vẫn đi học hành đầy đủ bình thường chứ hả? Dạ, cũng bình thường, em cũng có theo dõi, cũng để ý. À. Dạ. Ồ, lúc nãy là ta đi đường kia là đi từ phía sau à? Dạ, đúng rồi. À, chào cháu. À. Dạ, con chào ông. Dạ. À, đây là Nhàn anh. À. Cháu gái mà hôm trước dạ, đọc cái... Dạ, 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 con chào ông nhá. Dạ, dạ, dạ. Ông nuôi của hai cháu đó. Dạ, ông dạ. Nuôi. Vâng, vâng ạ. Dạ, dạ. Chứ có ai nữa mà chú. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Chú chào hai cháu nhé. Ông ơi, con là Hà Huy Khánh. Ờ, rồi. Dạ. Con làm bên cái chương trình thiền nguyện đấy. Ờ, rồi. Dạ. Cảm ơn. Dạ, dạ. Hôm nay con đến để thay mặt cho các nhà hảo tâm. Dạ. Dạ, rồi. Thăm hỏi động viên hai cháu cũng như là thắp cho anh chị nén hương. Rồi. Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Vâng vâng. Dạ. Trước ống kính quý vị chúng ta nhìn thấy đó. Giữa gian vạy nhà là hai cái ban thờ luôn. Tội một bên là di ảnh thờ cha, một bên là di ảnh thờ mẹ. Xót xa thật đấy. Khổ thân hai đứa trẻ của Việt mới chỉ trong vòng 1 năm phải gánh chịu liên tiếp 2 cái nỗi đau quá lớn. Nỗi đau quá lớn. Dạ. Nỗi đau quá lớn. Vâng. Ông ơi, ông với cháu, 2 cháu rồi ra đứng ngoài này, con với chỗ cháu Hà, dạ. Em Hà trò chuyện với ông cháu một tí. Dạ dạ. Bây giờ là 2 cháu đây là ở cùng với ông đấy, ông đến đây để chăm đấy. Vâng, dạ dạ. Dạ, thì con cũng chia sẻ với ông ấy là vừa rồi chúng con biết được cái sự việc đau buồn của gia đình khi mà chị Hành đau ốm bệnh tật rồi cũng nghị quẩn, cho nên thành ra là xảy ra cái đưa ra cái quyết định như thế là rất là tội nghiệp. Thì lúc bấy giờ là con cũng ở xa và không có đến được, cho nên là có nhờ em Hà đây, dạ, là một người em của cháu, đồng thời thì cũng là cán bộ địa phương ở đây, thay mặt cho cháu đại diện cho các nhà hảo tâm đến để thắp nén hương cho chị. Ông ạ, cảm ơn. Dạ, cũng như là để giúp đỡ động viên 2 cháu một chút. Cảm ơn. Dạ, hôm nay con sắp xếp được thời gian đến đây, vâng. Nên con ghé qua để con trò chuyện với ông, đồng viên các cháu một tí, vâng. Và cũng có các nhà hảo tâm có gửi tiền về để, vâng, giúp cho 2 cháu, vâng, ông ạ. Cảm ơn. Dạ dạ. Cách đây được gần 1 năm ấy, thì con cũng có nhận được cái thông tin là chị có nhờ con kết nối để giúp đỡ. Dạ, nhưng mà lúc bấy giờ thì cũng bề bồn công việc cho nên là con cũng chưa có dịp đến được. Dạ dạ. Thì hôm nay thì không biết là vừa rồi cái sự tình, cái diễn biến nó như thế nào mà dẫn đến là chị Hành lại tự vận như vậy không? Chứ tôi không biết nữa. Chứ nó chứ hắn nghĩ đó, nghĩ chứ đáng chứ tôi không hiểu lần nữa. Dạ. Nếu trách lòng hắn không thương hai đứa con, không thương hai đứa con, thương quá, thương là chắc chắn là sẽ thương. Quá tội nghiệp đi. Hắn nghĩ cái rằng quá tội nghiệp gì rồi thôi. Chứ còn cái việc chứ tôi không biết nữa. Dạ. Tôi chỉ nghĩ là thương hai đứa cháu đó, không thương hai đứa cháu đó, không thương con rồi đó. Thương đấy, chị Hành chắc chắn là chị sẽ rất là thương con. Thương con. Nhưng mà chắc là có một cái nỗi lòng, đó là có thể là con nghe mọi người nói là chị đi khám và mắc bệnh nặng. Đúng. Dạ. Bệnh ung thư. Ung thư gì không? Ung thư nang. U nang buồng trứng. Có gì là u sẹo vú luôn, sẹo mất vú. Sẹo mất vú chứ vô trong bệnh viện Huế là xin đi mổ nữa mà họ đi mổ chứ được. Dạ. Mổ cũng được, về ó cứ về ăn uống bồi dưỡng cho khỏe rồi thì tôi vô mổ cho. Cứ nghĩ đắng đó tư vấn luôn. Rồi đó, ý được. Tội nghiệp. Không hiểu thôi nghiệp. Và khi mà chị Hành ra đi đó, chị để lại một cái bức thư tuyệt mệnh. Và cái bức thư đó, bức thư chủ đã nhận trước, đã biết trước. Dạ con có nghe. Dạ con có nghe, có đọc. Em đọc thư chào cho chủ biết. Muốn rồi. Cầu cắt ở rồi cầu cắt cái bức thư đó của mẹ. Nói cũng đơn giản thôi, vâng. Chỉ có thương hai đứa con thì giờ nói tóm tắt là giờ bên ngoài bên rồi đấy, nói dạ. Đó, ý đứa đó, nói tóm tắt. Vâng. Từ mẹ cũng sống bên hai con được, dạ. Đứa nói tóm tắt rồi đấy. Vâng. Tôi thương hai đứa cháu rồi tôi là chết. Vâng. Có gì bằng nữa. Tôi mới mất cái 3 năm rồi. Dạ. Mới mất 3 năm rồi chứ mà tôi không biết nữa. Bà mất rồi. Bà năm rồi. Dạ dạ. Ừ. Thôi bây giờ cái số phận của chị kém may mắn, bất hạnh, chồng thì mất sớm, rồi đến lượt chị lại đau ốm. Cũng vì bế tắc cùng cực, cho nên là chị điều kiện hoàn cảnh nữa thì chị đang chịu. Dạ. Chứ thương cháu chứ không biết vấn đề đang được. Chứ khổ làm chú. Dạ dạ. Không biết ai cái đối khổ tôi. Khổ. Dạ. Con trái ngược đảng con dấu là đặt cơm cho tôi, thắp hương cho tôi. Cái chưa tôi trái ngược ta rồi mà đặt cơm cho hắn, cũng trái ngược đó. Nhưng cũng biết rửa thôi, ông chủ rửa thôi thôi. Vâng. Chứ không thông cảm, chứ biết mà rằng cái số phần của hắn rửa thì... Kẻ đầu bạc ở đó, đó người đầu xanh, đó. Thôi bây giờ mình phải cố gắng rồi ông ạ. Rồi dạ, dạ. Cố gắng biết rằng là bây giờ đáng lẽ là trong cái độ tuổi này là ông được nghỉ ngơi rồi. Đáng độ tuổi là ăn chơi nghỉ ngơi rồi chơi rồi chứ lại lo đâm ra lo quậy. Bây giờ cố gắng để mà chăm sóc điểm tựa cho các cháu ông ạ. Cháu Nhàn cố gắng mạnh mẽ lên cháu nhé. Cháu tên là Nhàn đó. Nhàn. Dạ. Thế còn em nhỏ tên là gì con? Nguyễn Thanh Đạt. Cháu tên là Đạt ha? Nguyễn Thanh Đạt. Dạ, Nguyễn Lê Thanh Đạt. Dạ. Nguyễn Lê Thanh Đạt. Cái sự việc hôm đó như thế nào Nhàn? Rồi mẹ trước khi đi mẹ có nhắn nhủ có dặn? Trước khi đi lúc buổi tối đó là bình thường á là mẹ không ngủ mà ôm bọn cháu, vậy là kêu bọn cháu vào ngủ cùng mẹ. Trước lúc đó mẹ kêu vào mẹ ôm xong mẹ dằn do nhiều thứ lắm. Lúc đó cháu không nghi ngờ gì không? Cháu nghĩ là tại vì mẹ nói là mẹ đi chỗ khác ở là mẹ sẽ đi xa. Rồi và cháu nghĩ là mẹ sẽ đi xa xong rồi mẹ vài bữa mẹ về. Lúc nào có tiền là mẹ về. Và cháu nghĩ gì hơn nữa thì tự nhiên lúc đó đang đi học. Cháu đang đi học thì tự nhiên có một chú lên chở cháu về nói là Nguyễn Lê Thanh về để mẹ mất rồi. Ở lúc đó cháu chỉ biết tối cái ngày mà trước khi mẹ mất á là mẹ ôm các cháu hả? Dạ. Bình thường thì mẹ không đối xử, tự nhiên mấy ngày lại đấy là mẹ đối xử với bọn nhà một cách khác là luôn. Mẹ nói là bằng con chưa bằng con cân chín được không? Không đến. Mẹ nói là ứng bằng con đừng ăn chi để mẹ chờ bằng con đi ăn. Tức là trước cái ngày xảy ra cái sự việc đó là mẹ có những cái biểu hiện nó khác thường đấy. Dạ. Rồi trước đó mẹ đau ốm nặng, mẹ có hay tâm sự gì với con không? Dạ không, mẹ không. Mẹ không tâm sự, là mẹ cứ thương giữ một mình thôi chứ. Mẹ nói ra mẹ sợ bọn con lo. Nên là mẹ không nói. Cứ nghĩ lại cái cảnh mà những ngày trước khi mà chị Hành đưa ra cái quyết định tự vận, có những cử chỉ âu yếm, có những cử chỉ quan tâm, thực sự là rất là xót xa quý vị, rất là thương. Hỏi nó rằng là các con có muốn gì không, có thích ăn gì không để mẹ mua cho, phải không Nhàn? Được. Tồi thế. Mẹ rất là thương các con Nhàn ạ, Đạt ạ. Nhưng mà vì mẹ lực bất tòng tâm, vì bệnh tật, mẹ sợ không có vượt qua được, mà càng cố gắng điều trị thì nó lại càng tốn kém. Rồi sẽ không có cái tiền mà cho các con được ăn học đầy đủ nữa. Và mẹ nghĩ rằng là có điều trị, đã là ung thư thì có điều trị rồi kiểu gì cũng mất. Cho nên mẹ đã chọn cái quyết định là mẹ đi sớm hơn. Rất là tội nghiệp, thương quá quý vị. Chị em cố gắng mạnh mẽ lên Nhàn nhé. Trong cái bức thư mẹ gửi lại đó, mẹ còn nói một cái từ mà chắc là cháu sẽ nhớ rất là rõ, đó là mẹ xin lỗi con. Có nghĩa là mẹ rất thương các con, nhưng mẹ bất lực, mẹ không thể tiếp tục được nữa, mẹ phải ra đi nhá. Nhưng mẹ rất thương hai chị em. Bây giờ mẹ đã không còn nữa rồi, bố cũng đã mất rồi, Nhàn là chị cả. Cháu phải cố gắng mạnh mẽ lên, để rồi còn lo cho em nữa nhé Nhàn nhé. Dạ. Rồi dạ. Chú Khánh cũng không biết là phải nói những cái lời gì để có thể là làm giảm đi cái nỗi đau với các cháu cả. Cũng không biết phải nói cái lời gì để cho cái sự mất mát, cái sự đau thương của các cháu nó được vơi đi. Chỉ biết động viên các cháu thôi nhé. Và chú Khánh cũng chỉ có thể là thay mặt cho các nhà hảo tâm kết nối để một phần nào đó hỗ trợ thêm cho các cháu có cái điều kiện để ăn học. Cảm ơn Nhàn nhé. Thì hôm nay ấy, các nhà hảo tâm có gửi về cho Khánh tổng số tiền là 65 triệu đồng. 65 triệu. Dạ ông ạ. Dạ. Dạ. Vâng. Và lần trước thì em Hà có thay Khánh đến để chia buồn trước với gia đình là 10 triệu rồi. Đấy, 10 thì triệu. Hôm nay cái số tiền còn lại là 55 triệu nữa. Còn 55 triệu. 55 triệu nữa. Nhàn nhé. Đó. Dạ. Thì hôm nay chú Khánh mang đến đây này. Thì sau cái ngày hôm nay xong rồi đấy, thì ngày mai ngày kia đây là cháu nhờ cả cô Hà đây nữa là đến đi ra ngoài ngân hàng lập cho cháu một cái sổ tiết kiệm nhé. Đó. Để có cầu ruột đấy. Thì đây là cái số tiền là 55 triệu. Đây 55 triệu. Cháu nhá. Rồi, cầm. Đấy, chú gộp vào đây. 55 triệu. Gộp ra cái hình. Rồi, cầm qua. Cháu. Được. Cháu xin cảm ơn tất cả mọi người ở trên cộng đồng mạng và đã biết tin và giúp đỡ chị em cháu để có tiền ăn học. Và xin cảm ơn. Cháu xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn. Cố gắng học. Cố gắng phải học cho thật tốt để cho những cái tình cảm mà các nhà hảo tâm hướng đến cũng như là cái sự yêu thương của bà con lối xóm rồi anh em nội ngoại được cảm thấy là vui mừng khi mà thấy được những cái thành quả tốt của cháu nhé. Cố gắng lên nhé. Trường của Đạt á, là cũng có kêu gọi cho các bạn là giống như mỗi bạn tùy tấm lòng để góp để hỗ trợ, tức là địa phương và nhà trường họ cũng đã biết tới trường hợp này, cũng đã quan tâm, giống như đương nhiên thì cũng bằng các nhà hảo tâm nhưng mà họ vẫn đã quan tâm và giống như cố gắng động viên cho Nhàn và Đạt để giống như có cái điều kiện đến trường một cách tốt nhất đó. Cũng là giống mong Đạt và Nhàn hiểu được tấm lòng của mọi người, cố gắng hơn nữa là được. Ai cũng đã quan tâm tới hai cháu lắm rồi đó. Tức là nếu như mà nói thiệt là hoàn cảnh mà mồ côi cha mẹ cho hiện tại là cũng thực sự là rất là nhiều. Những cái hoàn cảnh mà giống như éo le hơn thì cũng có nhiều, nhưng mà may là duyên của hai chị em cháu là được nhiều người quan tâm hơn. Thì tức là đã được nhiều người quan tâm thì nên cố gắng hơn nữa, hơn những hoàn cảnh khác. Để cho thứ nhất là trước mắt là chú Khánh đỡ anh ấy với cái vấn đề mà đã được một lần mẹ nhớ nhưng mà lúc nữa là đúng chưa đủ duyên. Có quá nhiều vấn đề mà đoàn nữa là năm ngoái là Covid đến này. Tức là thực sự là giống như không xuể. Cho nên là coi như trừ là bù lại cái duyên nữa. Cho nên không gặp được mẹ thì gặp được Nhàn và Đạt để hỗ trợ cho hai chị em. Đó là nhiệm vụ của Nhàn này đó ngay. Rửa thôi. cố gắng mình. Dì Hà là cũng là người dân địa phương ở đây, cũng là đại diện cho những người làm cán bộ trên xã. Trong những ngày vừa qua cũng đã có những sự quan tâm, rồi có những sự kết nối các đoàn thiện nguyện để giúp đỡ cho các cháu. Và những lời chia sẻ của dì vừa rồi ấy, là cũng một lần nữa cũng muốn nhắn nhủ hai chị em chúng ta phải cố gắng, phải mạnh mẽ để vượt qua cái nỗi đau này. Và mình cũng phải biết rằng là bây giờ là trong xã hội thì cũng có nhiều cái hoàn cảnh tương tự giống như mình. Nhưng ngày hôm nay ấy, trong cái khó, trong cái đau thương của mình ấy, nhưng mình lại có cái duyên được các nhà hảo tâm biết đến nhiều và có những cái sự giúp đỡ, cho nên là mình cũng lấy đó làm cái động lực và phải cố gắng học tập cho thật tốt để đừng có phù lòng cái sự chia sẻ, cái sự quan tâm của những nhà hảo tâm cháu nhé. Còn bây giờ thì cháu mang cái khoản tiền này, cháu đi vào để trước bàn thờ của mẹ đấy, rồi cháu thắp hương, cháu hứa với mẹ đấy, cháu đặt đó, thắp hương, báo cáo với mẹ. Đạt, con đi lại đây nữa con. Đạt, đó. Mẹ hôm nghĩ là có chú Hà Huy Khánh và đã kêu gọi và biết tin và đã giúp đỡ cho con với em một số tiền để em với con có thể ăn học và trang trải cuộc sống. Và con xin hứa với mẹ là con sẽ ngoan, cố gắng học hành thật tốt để không phụ lòng tất cả mọi người đã quan tâm đến con. Và con sẽ hứa là thật ngoan và học thật giỏi để rưỡi rưỡi và mẹ có thể vui lòng. Chị Hành thân mến, hôm nay em quay trở lại và có các nhà hảo tâm gửi tiền về để giúp cho hai con của chị. Tổng số tiền là 65 triệu. Vì lần trước em Khánh đã nhờ em Hà mang đến 10 triệu rồi. Thì hôm nay còn 55 triệu em Khánh mang tới. Mong rằng là với những cái sự chia sẻ này sẽ một phần nào đó giảm bớt được cái gánh nặng, cái sự thiếu thốn của các cháu. Mong chỉ là ở nơi chiến suối cũng được yên lòng, linh thiêng phù hộ cho các cháu được bình an mạnh khỏe, được gặp nhiều may mắn chị Hành nhé. Có gì đó mà trong những thời gian qua khi mà chị nhờ kết nối, em Khánh chưa có kịp thời để chia sẻ với gia đình mình được, mong chị Hành thông cảm nhé. Tuần trước thì có một cái người ta vào thắp, nói là thắp hương cho mẹ và từ giới thiệu là bạn của ba. Thì cháu cũng tưởng là bạn của ba thật, nên là cháu có cho thắp hương, nhưng mà người ta vào người ta không thắp hương. Lúc đấy là 8 giờ rưỡi á, thì người ta vào lúc đấy là cháu đang ngủ trong phòng, đóng cửa lại hết rồi, nhưng mà cái cửa này là đang còn mở, cửa chính là còn mở. Dạ, cửa chính đang còn mở và ông cháu cũng đang ngủ đấy. Thì tự nhiên vào nói là cháu thắp hương ở chị, thắp hương ở chị, xong thì tự nhiên lấy điện thoại của mẹ cháu chạy nhấn luôn. Mọi người đó cháu không biết á? Lúc đấy cháu không biết, sáng dậy khi cháu mới biết á. Mất điện thoại. Dạ. Thì người đấy cũng có nhiều dấu hiệu nghi ngờ lắm, tại vì người ốm giống như nghiền đấy. Chị Hành ra đi để lại một cái điện thoại mà bây giờ con cũng không dám lấy để dùng quý vị. Chị để trên ban thờ đấy thôi, để thắp hương thôi, để tưởng nhớ thôi. Thế mà cũng có cái kẻ gian kẻ xấu nỡ lòng nào mà vào cướp luôn cái điện thoại của chị trên ban thờ. Không hiểu nổi, không hiểu là người ta nghĩ cái gì nữa. Cậu mới đi làm về hả? Dạ, em mới đi làm về. Vâng. vừa trò chuyện với các cháu xong, dạ, với là ông xong. Và em làm chương trình thiện nguyện lần trước em không đến được, nhưng mà có em Hà, dạ, trong cái ekip cùng với em có đến để thắp hương, để chia buồn với gia đình. Dạ, dạ. Dạ. Hôm nay các nhà hảo tâm có gửi tiền về để giúp đỡ cho hai cháu, dạ, nên dạ, em mang đến để trò chuyện, rồi cũng để động viên các cháu luôn. Dạ, dạ, và, dạ, và nghe nói rằng là sau ít tuần cúng cơm cho chị Hành đấy, dạ, dạ, thì chị cậu sẽ đón hai cháu về nuôi các cháu luôn, phải không? Dạ, 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 dạ. Như thế thì yên tâm rồi. Và cùng đón hai cháu để giống như trong cái quá trình cũng sợ giống tụi về hành chí tí đi mình đón về để giống để vừa tiền cái chăm sóc với giống để đi học đi hành đôi cho được cho đảm bảo á. Vâng. Cho cái tết này sợ trong cái quá trình giống là thì cũng sợ là hành học hành đôi sợ dở dang đôi rồi tụi cháu nó chứ vâng, bạn giống tạo điều kiện để giống dạ, không là để nhờ tất cả lớn đó rồi mình cũng hỗ trợ để giống tạo điều kiện để giống khởi về với cầu thì có chí tụt này rồi đó đó dạ, dạ, tạo điều kiện để cháu vâng, cháu học được cho hết cái 12 cái tuổi nữa. Vâng. Rồi trở mắt thì trưởng thân cái đã đó con ngã cái mức 6 cái tiếng 6 rồi đó đó. Vâng, vâng. Trên nhỏ dài chứ để giống hai cháu đi lại đây. Nghe cậu nói như thế thì tốt quá rồi. Ông nội cũng rất là thương. À. Nhưng mà bây giờ ông cũng đã già rồi. Đó, cái việc mà để chăm sóc các cháu, thậm chí còn có thể là bày về cho các cháu trong cái quá trình học tập nữa là rất là khó. À. Mà ngày hôm nay được cậu ấy là đón các cháu về để lo, để chăm các cháu giống như con như vậy là rất là tuyệt vời rồi. Đấy, hai chị em là phải coi cậu giống như bố, giống như mẹ của mình đấy, nhá. Đó. Nghe vâng lời cậu, vâng lời ông bà, chăm ngoan học giỏi, nhá. Ừ. Thì cũng báo cáo với cậu là hôm nay là có các nhà hảo tâm, đấy, có gửi tiền về cho em và giúp đỡ cho các cháu. Dạ, dạ, dạ. Thì cái số tiền đó là 55 triệu đồng. Dạ, dạ, dạ. Tổng là 65 triệu. Thì lần trước là dạ, dạ, trong lúc mà sang ra bối rối rồi chi phí đấy, dạ, thì em Hà có mang đến là 10 triệu để thay mặt các nhà hảo tâm là hỗ trợ mai táng, dạ, dạ, với gia đình rồi. Dạ. Đấy, thì bây giờ còn lại là 55 triệu. Đấy, thì đây là cái số tiền là 55 triệu đấy. Đấy, thì các nhà hảo tâm cũng mong muốn là lập cho hai cháu cái sổ tiết kiệm, dạ, dạ, đấy, cất đó để rồi là chi phí học tập, dạ, dạ, đấy, thì hôm nay cậu cũng có mặt ở đây thì cậu dạ, cũng thay cho em Khánh ha, dạ, rồi dạ, cũng làm những cái việc để phục vụ cho cái việc chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu cho nó tốt, dạ, 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 dạ. Thì cùng nói chung cũng qua cái chương trình giống của Biết Anh Hà Huy Khánh về cùng đỡ là chứ trong cái trường hợp của hai cháu đến ấy, dạ, thì cậu cũng thay mặt là giống như chứ thì phần làm cậu giống cùng đỡ chứ thay dạ, thì nuôi dưỡng cho cháu ăn học cái tôi dạ, dạ, dạ. Về sau đó thì nói chung là cũng cảm ơn tất cả các cái tấm lòng của các mình thân quấn vâng, vâng, đã san sẻ một chút tình cảm chứ đó để dạ, là cậu mang được hai cháu đó vâng, nói chung là cậu thay mặt trong hai cháu về dạ, rồi còn được thay cảm ơn tất cả mình thân vâng, vâng, dạ, 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 vâng, dạ. Thì các nhà hảo tâm động viên ấy, cũng dạ, chỉ là những cái sự động viên cũng tạm thời thôi, dạ, dạ, rồi cũng không thể là đi dài hơi cùng với các cháu được, dạ, dạ. Đấy, tất cả là phải nhờ vào cầu, dạ, rồi dạ, ông bà là những người thân, rồi kể cả là chính quyền địa phương ở đây nữa, dạ, dạ, mới là những người mà đi dài với các cháu được, đặc biệt là cầu đấy, cầu dạ, mừng dạ, dạ. Cho nên là tới đây rồi mình có thể là phải vất vả thêm, dạ, nhưng mà cố gắng cậu ạ. Thì các cháu bây giờ không may mắn như vậy, cho nên là mình cũng phải dạ, cố gắng dạ, dạ, thêm dạ, một chút dạ, cậu dạ, nhé, dạ, dạ, để cho các cháu nó cũng đỡ tủi thân. Dạ, 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 dạ. Vâng, thế thôi hả? Dạ, dạ, dạ. Được, ok, dạ, rồi dạ, chào dạ, cậu nhé. Dạ, cảm ơn anh và cảm ơn một lần nữa, cảm ơn tất cả các mình đã có đã sáng sẻ cái tình cảm này cho hai cháu. Hai cháu cố gắng ngoan nhé. Thế thôi, con cũng chào ông luôn, con về nhá. Vâng. Dạ, dạ. Một lần nữa thì Khánh xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị đã dành những cái tình cảm đặc biệt để đồng hành cùng với Khánh, giúp đỡ cho hai cháu Nhàn và Đạt, con của chị Hành, một cái hoàn cảnh rất là đáng thương. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào toàn thể quý vị. Danh sách các nhà hảo tâm thì Khánh xin được để đằng sau video này nhé. Mời quý vị chúng ta cùng quan tâm theo dõi. Dạ. Xin chào toàn thể quý vị. Bye bye. Dạ.